Xin mời quý vị và các bạn cùng đến chợ Kỳ Lừa nghe hát thi. Nghe và thi giao duyên, đông người lắm rồi đây nè. Bên này hai chị miền Nam xinh đẹp đang hát đây nè. Ấy ơ. Ấy ơ, đông chưa. Sang đây xem hai chị này hát một tí. Ấy ơ. Không hả? Chưa được đâu á? Chưa vào tí nào hả? Hai anh là chán đi, hát mãi không vào không? Cứ nói thế nhưng vẫn đạt chúng là cái gì hiệu. Có cái hai chị đã. Vào rồi. Hai chị được rồi. Hai chị bảo được rồi, xinh lắm rồi. Xinh đâu, già lắm rồi. Xinh lắm rồi. Thế bảo ta đã coi Hãy subscribe
tay số mà đi ngã tay ơi sửa lại nhà ơi nhà tiên phá bay nè nhớ để bay xa nhớ Yeah.
khơn má hông bay à na ơ ba na nhà ai nhà cao ba hết đá cha để ai hết đá chờ lăng la lu lăng la lu na si pa tu a su pa mu tong pe tong mu so de yeu sao cái có lu ai ta lu ờ ba tay sừng lắm mình ơi nhà ta lỡ chúng tôi nào bơ sơ con.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đây thấy rồi. Đấy luôn. Chưa được. Ôi, phải bằng này mới được kìa. Bây giờ mới được bằng này. Chả bằng kia bằng nào. Bằng này mới được. Chả bằng kia bằng nào. Chưa, bây giờ mới bằng này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Okay.
lúc ba nhớ là ban ba cho nhớ để phải xa nhớ
giá mỗi bán mà xế trụ tró đủ như cho la dù chị ơi
chỉ cô một mình ta. Ai bố đi ta nụ ya ta la dư. Mà con này
người kiến khó. Kiến khổ bố lộ như đe mi ve như nhà nhòi mà nhà nhà thay má lúc coi áo bố đại kỳ nhà nhà tao bố giá phải pha lấy hà giá phải phơ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ไปกันไปเลยไปกันไปไปกันไป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